Hello, xin chào tất cả anh em. Trong video này thì mình sẽ tiến hành là mình đánh giá về cái chiếc VSmart Star 4. Với một cái chiếc máy rơi vào tầm khoảng là 700k ấy, thì chúng ta sẽ có những gì từ chiếc máy này. Và mình cũng nói thẳng với anh em luôn là sau khi mà mình đánh giá xong ấy, thì mình sẽ tiến hành là trả hàng hoàn tiền nhé. Tại sao mà lại trả hàng thì lát nữa chúng ta sẽ cùng nhau phân tích sau nhé. Còn đầu tiên thì chúng ta sẽ nhìn về ngoại hình của nó. Mặt sau thì khá là ok rồi, trong video mở hộp thì mình cũng đã nói với anh em. Còn mặt trước ấy thì khá là xước nhé. Mặt trước này, mình nghiêng bóng đó, nhìn khá là xước luôn. Có những cái vết xước thì khá là dài, thế nhưng mà nó không hề bị sâu đâu. Nó cũng chỉ là những cái đường xước nó nông nông nhỏ nhỏ thôi. Và cái xốp này ấy, mình nói thẳng với anh em luôn là những cái chiếc máy cũ thì bao giờ rằng là nó cũng tiềm tàng rất nhiều những cái rủi ro. Nên là chúng ta là những người mua máy cũ thì cũng cần phải có những kinh nghiệm, cũng như là đôi khi chúng ta cần phải chấp nhận những cái lỗi vặt của nó. Đâu nào, trên cái chiếc máy này thì chạy một con chip có tên đó là Helio P35. Một cái chiếc máy ngày trước mình cũng đã đánh giá đó là chiếc Oppo A5s. Cùng chạy một cái con chip, thế nhưng mà về hiệu năng thì mình nghĩ rằng là trên cái chiếc Oppo A5s nó ngon hơn. Do là cái bộ nhớ ROM của nó thì nó cũng thoải mái hơn so với lại cái chiếc máy này, cả RAM cả ROM luôn. Điểm số khi mà mình chấm ra được ấy, đây, 116.792 điểm. Điểm số CPU cũng như là GPU thì trong cái tầm mức giá là 700k như thế này chúng ta cũng khá là chấp nhận được rồi, đúng không nào? Còn trong cái phần thiết bị của tôi, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cái phần thông tin của nó nhé. Chiếc máy thì đang chạy trên một cái phiên bản Android 11 khá là cao, đúng không nào? VOS là phiên bản 4.0. Độ phân giải màn hình là 720x1560, nghĩa là HD cộng. Camera sau có thông số là 8 megapixel. Nhưng mà với chiếc máy này thì nó có hai ống kính anh em nhé. Có hai ống kính. Trong này nó lại không ghi rõ cơ. RAM là 2GB và ROM là 16GB này. Kích cỡ màn hình là 6,1 inch. Camera trước của nó cũng có thông số là 8 megapixel. Cùng với đó là một cái dung lượng pin 3530mAh. Rồi. Và đó là những cái phần thông tin cơ bản cấu hình của nó thôi. Còn chúng ta sẽ đi vào phần test chi tiết nhé. Đầu tiên thì mình sẽ tháo cái khay SIM của nó ra này. Khay SIM này thì sẽ là dạng khay SIM lite nha anh em nhé. Có thể là lắp 2 SIM hoặc là 1 SIM 1 thẻ. Thì như lúc nãy anh em có thể nhìn thấy là mình đã lắp một cái SIM thứ hai ở phía bên trong. Sau đó khi mà mình sử dụng ấy thì đôi lúc là nó bị out ra và nó không nhận SIM. Còn nếu mà chúng ta lắp cái khay SIM đầu tiên ấy, SIM 1 ở phía bên ngoài này ấy, thì nó sẽ ngon hơn nha anh em nhé. Thế nhưng mà mình vẫn phải chê về cái phần sóng SIM của nó, do là nó chỉ được 2 cọc thôi. Đầy đủ phải là 4 cọc cơ, nhưng mà nghe có vẻ sóng SIM mạng này không thực sự là ok lắm đâu anh em ạ. Đó. Và cái mức độ loa thoại thì mình thấy rằng là âm lượng cũng khá ổn, trầm ấm, không bị rè. Thế nhưng mà chiếc máy này gặp phải một cái lỗi nữa anh em ạ, đó là hỏng mic. Chúng ta vẫn nghe thoại được bình thường, thế nhưng mà nếu mà chúng ta nói từ phía bên đằng này, bên kia sẽ không nghe thấy gì cả. Và khi mà mình quay phim hay là mình tiến hành ghi âm ấy, thì trên chiếc máy này đều không thu được bất cứ một cái âm thanh gì. Và chúng ta sẽ đến với những cái bài test tiếp theo, đó là xem YouTube nhé. Chúng ta sẽ nghe qua cái mức độ loa ngoài của nó nhé. Đây. Mình đã mở max âm lượng lên rồi. Thử xem là tốc độ 4G của nó có ok hay không. Đó. Trải nghiệm với Wi-Fi cũng như là 4G thì mình thấy ở mức ổn thôi, không phải là nhanh lắm. Thế nhưng mà về cái chất lượng loa ngoài thì rất là bé nhá. Âm check khá nhiều, bass thì gần như là không có. Âm lượng thì nói chung là cái này chỉ ở mức độ tầm khoảng là 40% so với lại những chiếc máy khác cùng tầm giá thôi. Nó nghe rất là bé luôn. Mặc dù thì anh em có thể thấy được rằng là
cái khe loa ngoài của nó thì cũng không phải là bé lắm đâu. Hai bên rất là cân xứng đúng không nào? Thế nhưng mà nó chỉ được một bên phía bên phải thôi. Nhưng mà nghe thì rất là bé tệ. Nói chung là âm thanh kiểu này thì không chấp nhận được. Rồi, còn về chất lượng camera thì sao? Ở đây thì chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm về cái chất lượng camera chụp ảnh ở trên Vismart Star 4. Nhìn từ phía bên góc trái qua phải, chúng ta sẽ có rất là nhiều những phần tùy chỉnh ở đây. Và mình cũng không chê gì về cái chất lượng của nó cả. Nói chung là ở mức khá ok, cả góc rộng luôn nhé. Camera trước có thông số là 8 megapixel, chụp ra cái chất lượng ảnh có một cái độ chi tiết cũng khá tốt. Nếu mà chúng ta chụp chân dung thì nó cũng hơi lẹ một chút thôi. Một vài tấm ảnh anh em tham khảo nhé. Cả camera trước lẫn camera sau thì đều quay được tối đa là Full HD 30 khung hình trên giây. Đoạn này mình có thu lại âm thanh nhưng mà không được gì cả do là bị hỏng mic. Rồi, còn trong cái phần cài đặt này chúng ta sẽ có những gì, có những cái thứ hay ho hay không. Đầu tiên thì với cái chiếc máy đây, chúng ta vẫn có double tap để mở sáng màn hình. Như vậy cũng khá là ok rồi đúng không nào? Về cái phần bảo mật trên cái thiết bị này thì chúng ta sẽ chỉ có là cảm biến vân tay thôi nhé, không có nhận diện gương mặt đâu. Mẫu hình này, smart lock, vân tay, không có nhận diện gương mặt đâu nào. Và để sử dụng mượt mà trên cái thiết bị này thì chúng ta cần phải để cái bộ nhớ chống của nó rơi vào tầm khoảng là từ 2 đến 3 GB nhé. Chứ còn nếu mà chúng ta để dưới 1 GB á thì nó đơ giật lag rất là nhiều luôn. Và cái phần cử chỉ hỗ trợ thông minh ở đây thì chúng ta sẽ có là nhấc để kiểm tra điện thoại này, mở nhanh máy ảnh, úp để tắt chuông và thanh điều hướng cử chỉ tràn cạnh. Chỉ đơn giản là như vậy thôi, chứ nó cũng không có quá nhiều những cái phần gọi là tùy chỉnh tùy biến chuyên sâu. Còn về phần pin trên cái thiết bị này thì sao? Với cái dung lượng là 3530 mAh thì mình nghĩ rằng đây vẫn là một cái chiếc máy mà khá ổn. Nếu mà mình để qua đêm ấy, sau tầm khoảng 8-9 tiếng đồng hồ thì nó mất là 6% pin. Còn nếu như mà chúng ta mà xem YouTube rơi vào tầm khoảng 20 phút ấy, thì nó mất là 5-6% nhé. Còn về phần sạc thì mình không để ý lắm. Rồi, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với cái bài test hiệu năng. Ở đây thì chúng ta sẽ có hai cái tựa game, đó là Free Fire cũng như là Liên Quân Mobile. Mình sẽ test với 4G luôn anh em ạ. Đâu nào. Đây, phía mặt trước đang là 34 độ 5, phía mặt sau 35 độ 6. Rồi, chúng ta bắt đầu chiến game thôi. Rồi, mất tầm khoảng 40 giây. Với cái tựa game Free Fire này mình cũng đã bật mắt lên rồi. Cứ thế quất thôi anh em ạ. Đây, trong cái màn bay của nó ban đầu này, hơi bị khựng. Đó, khựng này. Hiện tại thì đang là 10 giờ 20 phút và bao nhiêu phần trăm pin đây? 40% pin nhé. 10 giờ 21 rồi. 10 giờ 21 và 40% pin. Nhảy luôn này. Đó, nó khựng này. Ô, nhảy rồi mà. Đây, màn xoay này. Nó khựng. Rơi luôn đi. Lác này. Khi mà mình mới tải cái tựa game Free Fire này ấy, thì mình chơi nó còn chơi được. Chứ còn hiện tại sau khi mình tải thêm cái tựa game Liên Quân Mobile nữa thì nghe có vẻ bất ổn anh em ạ. ROM của nó đầy quá rồi. Nhưng mà khi mà mình chơi lúc đầu mới có tải tựa game Free Fire không á, nó cũng không ngon đâu. Nó bị khựng lag khá nhiều. Đây, cầm được thanh kiếm phải không? Đi chém người thôi anh em. Bây giờ thì nó cũng ổn hơn đôi chút. Nhưng mà chơi kiểu này thì thực sự là khá tệ luôn anh em ạ.
Khi mà mình chơi trên cái chiếc Oppo A5s ngày trước, anh em thấy được rằng là cái bộ nhớ ROM của nó là 32GB, RAM là 3GB thì nó còn ok, chứ còn đây RAM 2, ROM 16 thì không ổn. Đó. Bây giờ những cái thao tác này nghe có vẻ ok hơn đấy, nhưng mà thực tế ra rằng là khi mà gặp địch là toang ngay, không phản ứng kịp. Đấy. Đấy. Giật này. Thế này đi. Không rồi. Đấy. Đâu rồi? Mình có bấm vào cái nút bắn đâu. Thôi. Nghe có vẻ nôn nao quá anh em. Và ở đây thì mình đang mật cái mức âm lượng là max luôn nhá. Mà nghe cái tiếng bước chân này. Không ok đâu. Thi thoảng thì nó được những cái lần gọi thao tác nó mượt chút thôi. Chứ còn gần như là rất là bất bình thường. Khựng lác lắm. Thế này chắc lát nữa nôn nao quá thì mất thôi. Lúc nãy là mình định để chơi mặc định cơ. Chết toang rồi. Thôi. Đây là do mở mắc cái cấu hình lên quá anh em ạ. Nếu mà chúng ta hạ xuống thì chắc sẽ chơi ngon hơn. Đáng thì mình nên để mặc định. Và lát nữa đến với cái tựa game Liên Quân Mobile ấy, thì mình sẽ để mặc định luôn nha anh em nhé. Chứ không mở mắc lên như này đâu. Đây, bây giờ là lag luôn rồi. Không thể kết nối được nữa rồi. Không thể di chuyển được ấy. Không cảm ứng được. Gần như là kiểu là bị liệt cảm ứng. Rồi. Có lẽ là mình sẽ out cái tựa game này ra nha anh em nhé. Bây giờ là không vuốt được nữa rồi. Không vuốt được gì ấy. Có lẽ thoát cũng là một cái vấn đề rất là nan giải với cái chiếc máy này rồi. Rồi. Bây giờ mình sẽ tắt cái màn hình của nó đi này. Tắt màn hình còn không được cơ. Có lẽ là mình sẽ để cho nó nghỉ ngơi đôi chút. Sau đó thì chúng ta sẽ đến với cái bài test game Liên Quân Mobile. Ở đây thì mình cũng đã mở được cái phần champ pin của nó rồi. Chúng ta cũng đã được 5 phút nhé. Và sau 5 phút thì nó tụt từ 40 xuống còn 37. Nghĩa là sau 5 phút thì nó tụt mất 3% pin, 38 độ 6 này. Và phía mặt sau là 41 độ 1. Về nhiệt độ thì anh em thấy được rằng là nó cũng nóng lên. Nhưng mà nóng lên không quá nhiều đâu. Nhưng mà về cái mức độ hiệu năng như vậy để chơi cái tựa game Free Fire Max là rất bất ổn. Trong cái tầm giá này chúng ta có thể mua được Redmi Note 3 Pro chạy con chip Snapdragon 650, hoặc là chiếc LED TV LED X520 chạy con chip Snapdragon 652. Hơn chút nữa thì chúng ta có được cái chiếc máy Meizu S6, nó chạy con chip đó là Exynos 7872. Còn về mức dung lượng phần trăm pin ấy, thì mình thấy rằng là nó vẫn ok. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cái tựa game Liên Quân Mobile nhé. Rồi, cũng mất rơi vào tầm khoảng 40 giây. Và đây là cái phần thiết lập cấu hình mặc định của nó. Mình sẽ để nguyên nha anh em nhé. Chất lượng hình ảnh thì để ở mức cao được. Chất lượng chi tiết này cao. Và độ phân giải HD là tiêu chuẩn nhé. Còn với cái phần tài nguyên tải về ở đây thì mình cũng đã tải full rồi. Từ trên xuống dưới luôn. Rồi, chúng ta đến với màn chiến thôi. Ở đây thì chỉ chiến 3 thôi anh em ạ. Đây thì chiến 3 thôi. Không chiến nhiều. Cái mức độ FPS ở đây, xem này. FPS mình đã để cao rồi. Bây giờ mới để cao này. Ây da.
Chết 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 chết. Ui rồi. Chúng ta sẽ cùng nhau tính giờ từ 10 giờ 34 phút và 34% pin. 10 giờ 34 và 34%. Được nào. Mới lần đầu tiên sử dụng cái giao diện này nhìn không quen lắm anh em ạ. Ấy à, mẹ tướng nó kinh quá nhỉ. Bất ổn thực sự. Ai à, mức độ FPS này vừa mới lên đến 61 xong. Cũng ok phết nhỉ. 59 này, 61 này. Do là chúng ta để cái thiết lập cấu hình gì nhỉ? Cái chất lượng hình ảnh nó ở mức thấp nên là nó mới có được một cái mức độ FPS nó ổn như này. Ui dồi ôi, tướng nó rất là mạnh luôn anh em ạ. Và với cái chiếc máy Oppo A5s ngày trước mình test ấy, cùng một con chip như thế này, anh em thấy nó bất ổn không? Thực sự bất ổn luôn khi mà chúng ta để max setting nhé. Còn khi mà chúng ta để cái chất lượng hình ảnh nó thấp như thế này thì chơi khá là ok đấy. Vừa rồi là mình thấy FPS nó xuống 53, cũng có nhảy xuống 48 này, 46 này. Ui dồi, nghe có vẻ bất ổn nhỉ. Bất ổn mình chơi thôi chứ không phải là do cái tựa game này đâu. Ui dồi, chết rồi. Thế nhỉ. Vừa rồi mình còn thấy nó xuống 36, vừa rồi lại nhảy xuống lên là 52, à 42. Trong những cái màn combat vừa rồi mình thấy nó cũng lại bất ổn anh em ạ. Cái mức độ FPS nó sụt xuống khá là kinh luôn. Lại chết rồi. Thế gì đấy. Màn giao tranh là nó hạ rất là thấp anh em ạ. Xuống tầm khoảng là 34-35. Biến thiên liên tục luôn. Đây bây giờ là 32 này. Mức thấp nhất mà mình có thể nhìn thấy được là 32 nha anh em nhé. Ôi dồi, lại chết rồi. Nó bị giật này. Đã giật luôn. Ui dồi. Toang rồi anh em ạ. Defeat rồi. Thôi. Đó. Chúng ta tính giờ từ thời điểm 10 giờ 34 phút và 34%. Thì sau khi mà được 4 phút rồi ấy, thì nó tụt xuống còn 32. Nghĩa là sau 4 phút nó tụt mất 2% pin nha anh em nhé. Và đây là cái quá trình mà mình vừa chơi, mình vừa bật 4G thôi. Còn nếu mà chúng ta không bật 4G lên ấy, thì nó sẽ ok hơn. Dung lượng pin nó sẽ tụt thấp hơn một chút. Còn về cái mức độ chơi thì anh em thấy được rồi. Nó khá là lag. Đây, nhiệt độ này lên đến tầm khoảng 38 độ 4 phía mặt trước, mặt sau 41 độ 3. Mức độ chơi thì thôi, ngay cả cái phần chất lượng chi tiết chỉ bật ở mức thấp thôi, mặc định thôi thì nó cũng không thực sự ngon lắm đâu. Giao tranh như vậy mà cái mức độ FPS nó tụt xuống sâu nhất mà mình thấy được đó là 32. Còn thì đôi khi thỉnh thoảng nó cũng lên được là 61, thế nhưng mà bất ổn lắm, liên tục thay đổi nhé. Cũng giống như là khi mà chúng ta chơi trên cái chiếc Oppo A5s thôi. Còn trong cái màn chơi nhân vật của mình thì mình chết liên tọi à. Nói chung là tướng của mình không mạnh. Cơ bản mà gặp người như vậy là thôi toang nhanh lắm. Có anh em nào có những cái tài khoản liên quân mà nó thực sự là nó ngon hay không thì có thể cho mình mượn nhá. Vậy thì tổng kết lại với một cái chiếc máy tầm giá 700k V-Smart Star 4 thì mình cũng không chấp nhận để mua được. Tại vì sao? Cái dung lượng RAM của nó chỉ là 2GB, ROM là 16GB, khá là hạn chế nhá. Nếu mà chúng ta có lắp thêm thẻ nhớ vào thì cũng chỉ là hỗ trợ thêm một chút thôi. Chứ còn thì về ngay cả mức hiệu năng của nó với một cái con chip Helio P35 thì nó cũng bất ổn. Trải nghiệm khi mà chúng ta xem YouTube hay là TikTok hoặc là lướt Facebook thì nó cũng vẫn có những cái hiện tượng giật lag xảy ra thường xuyên. Chứ còn không nói đến là khi mà chúng ta chơi game nhé. Được cái là chiếc máy này nó có một cái thiết kế nhìn khá là đẹp đúng không nào?
có cụm camera kép phía đằng sau, chất lượng cũng khá ổn với cả camera trước lẫn camera sau. Mức dung lượng pin cũng khá ổn. Còn những cái mặt khác ví dụ như là về loa ngoài này, về sim sóng này, rồi thì cái bộ nhớ trong RAM ROM của nó không thực sự ngon đâu. Nên là anh em tùy thuộc vào nhu cầu để mua một cái chiếc máy phù hợp nhé. Còn thì với mỗi một cái tầm giá thì chúng ta sẽ có những cái chiếc smartphone mà có những cái ưu nhược điểm khác nhau. Và trên cái chiếc máy này thì nó còn gặp hai cái lỗi, đó là cái khay sim phía bên trong của nó, cái khay sim thứ hai ấy, thì nó nhận sim rất là kém. Cùng với đó là cái mic, cái phần micro của nó thì không thu được rồi. Trên đây là một cái bài đánh giá chi tiết của mình về Vismart Star 4 tầm giá 700k. Anh em có những cái đóng góp như thế nào thì có thể comment ở phía bên dưới video cho mình nhé. Rất là cảm ơn anh em đã theo dõi video này của mình. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em. Xin chào.